cả anh em tôi lấy quay trở lại vào đây nè. Hôm nay tôi lại tiếp tục quay clip đó cho anh em coi. Anh em coi thấy chóng mặt hay không? Hả? Trời ơi, cái chỗ này là của con Ken mà, sao mày gọi đây vậy Di Đu? Đâu, em với con Ken là chiến hữu mà, hôm nay nó vắng rồi em canh giùm nó. Trời ơi, ở đây là cái bãi rác của con Ken mà, tự nhiên bây giờ mày lướt mà giành chỗ với nó vậy? Em đâu có giành đâu, nó nhờ em giữ giùm. Ủa vậy chứ, con Ken nó đi rồi, nó đâu rồi? Nó đi cách ly rồi. Hả? Con chó mà cũng bị dương tính nữa. Có chứ, con nào có vú rồi đi hết. Hả? Với mày có không? Có trong con người mà. Ai mà cũng có hết trơn. Nhưng mà sao tao thấy có một mình mày vậy, chỉ còn thằng Tốt đâu rồi? Không lẽ nó đi cách ly luôn hả? Ồ, gần tháng trời em không gặp nó luôn á. Tự nhiên một người đàn ông đang khỏe mạnh bình thường mà bỗng nhiên mất tích. Vậy là có người yêu. Mười gái bỏ anh em. Nhưng mà khoan đã, mày đừng khoan kết luận vội như vậy. Mình phải điều tra kỹ lưỡng coi lỡ không phải như vậy thì sao? Đâu, chắc chắn luôn á. Chắc đâu mà chắc, đợi tao xíu đi. Để đó con ơi, có phải như vậy không? Ủa, sao cái shop này ngủ ra tối ngày, cái shop tạm nghỉ với đóng cửa hoài. Từ ngày mở cái shop này ra cái tôi không thấy hoạt động buôn bán kinh doanh gì hết. Shop gì là buôn bán muốn nghỉ thì nghỉ vậy. Thôi, dẹp cái này đi, dẹp đi. Trời ơi, sao cho nhân viên trong shop hôm nay mà lông lá màu mè rồi chạy vô. Gặp khách hàng là trốn mất tiêu vậy hả? Có lẽ nào đây là Tuấn? Tuấn sao hai con mắt nó đen thui vậy, không lẽ nó bị người ta quýnh? Dạ không, nó thức đêm với ghệ, nó ghét rồi cái mắt nó bị thâm á. Có khi nào nó dê gái người ta bị quýnh ầm con mắt không vậy? Cũng có thể lắm, cái tánh nó mè gai dữ lắm anh. Ê, nó kìa. Thấy chưa, tôi nói đâu có sai đâu, thằng Tuấn nó đang ngồi với ghệ nó kìa. Ê, nhà chị nuôi hả? Sao anh thấy con bé nó nhìn mặt nó quen quen á, hình như là anh đã gặp ở đâu rồi đó. Đúng rồi, gặp bạn ngày luôn á. Ủa phải không, nó là ai vậy ta? Thấy không nhớ. Ây da, lao lên. Ghệ em. Vậy thôi rồi, thầy ra là vị hiền chí quen quen. Sao mày nói là ghệ mày? Chắc không? Chắc mà ghệ em chứ bộ. Ủa đây là ghệ tao mà. Chào lâu. Trời ơi, mày làm gì hôm nay mày trốn tao vậy hả em trai? Đâu tháng trời. Đâu có trốn gì đâu, bữa mới quay clip cho anh Thông anh nói gì vậy anh trai? Ủa nó quay hồi nào sao tao không biết? Em đâu biết đâu, quay clip với ai chứ phải anh em mình đâu. Hả? Vậy là mày làm kinh riêng hả? Đâu, em làm kinh với... Với mày, phải không? Đúng rồi. Ây da, không phải đâu mày. Xạo hả? Mình nó phải là phải bạn. Ây da, chắc chắn lần này cũng sẽ không bị tan nữa. Ủa em trai, cho anh hỏi hôm nay em đang làm cái gì ở trong shop vậy? Em đang kiểm tra đồ cho chị Ven trai. Ủa quần áo là nó có sẵn rồi mà, có gì đâu mà phải kiểm tra? Có chứ anh trai, mình phải kiểm tra số lượng như thế này nè. Đó mà, một cái quần áo mình sẽ bị 10. Ủa, lẹ vậy? 10 cái. Ở từ từ thôi. Lẹ lên. Ủa, quần áo là được rồi mà, đâu phải 100 cái đâu mà, làm cái gì mà nhanh quá vậy? Ôi, lẹ nãy vậy. Tào lao mà hai thằng bay tới thì biết bao giờ mới xong. Bây giờ tất cả sắp lại vô một hàng ngang và một hàng dọc là mình mới đến được. Yeah. Okay. Xong rồi. Hồi nách quá đi. Hai ngày chưa tắm anh trời. Ok em, đây là tất cả những số lượng áo đen hôm nay của chị Vê về là đang ở trước mặt của tôi. Đó, một cặp là 10 cái, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, đòi đầm già xì á. Vậy là chị Vê dập về tới mấy trăm cái lượng, mọi người qua shop mua là bảo đảm không bao giờ mà thiếu hàng được. Yeah. Yeah. Chào chào anh cùng đây coi. Đây, đây em. Ờ, hay quá vậy, thêm một cục nữa nghe. Hai ba cục luôn đây. Rồi, chuẩn bị, để cùng qua xuống đi. Rồi, để. 1, 2... Khéo cổ. Bây giờ tôi sẽ làm một biểu diễn ảo thuật, đó chính là bơi vượt chướng ngại vật cảnh cam sa đó. Vô trời. Vô. Nặng quá vậy. Ủa bây giờ mình có cách nào để mình tăng tốc độ lên không ta? Có anh chạy. Chị Vê. Thằng mất dạy. Giống anh này hả? Di chuyển. Phát rồi. Đứng lên đây. Quay đứt lại. Ok, cái thưa quý vị, nãy giờ là chỉ giỡn vậy thôi, thật ra hôm nay là quảng cáo áo không hề giả chân. Ở đâu ra con này vậy? Ở đây kìa. Bắt đi. Em hiểu đi. Đây chính là người mẫu của tôi tuyển ở bên Malaysia về. Đó, đây là bận áo rất là đẹp nha. Áo VV Hao mới xuất xưởng ra. Mọi người đặc biệt từ giờ cho tới Tết lại shop mua trực tiếp chỉ có giá 150k thôi. Đó là sở hữu một chiếc áo thun 4 chiều co giãn. À, chất liệu làm bằng tơ tằm bên Trung Quốc. Đó, tới tơ tằm Tây Tạng à. Rồi, ok. Mọi người tới đây mua trực tiếp shop VV Hao nha. Ủa quảng cáo nãy giờ gì rồi, có trả phí gì không? Hả? Chị kỳ với mẹ không? Nãy giờ nói chị không à? Ơi, nói vậy thôi. Mọi người mua áo đi mọi người chứ trả phí vậy. Rồi còn cái gì đây quá trời đi. Thì anh bán hết đám áo này anh mới được ăn cơm. Trời ăn cơm hả? Tôi không cho được ăn Tết đi. Từ giờ tới Tết còn tháng rưỡi nữa nó đỡ hơn. À quên, không bán hết đám áo này không
được ăn Tết. À vậy thì cũng được đi chứ ăn cơm, lát nữa tôi phải ăn cơm rồi. Yeah. À mà mọi người nhớ mua áo của chị V là lên trên shop vbhow.com trên website. Tự động đặt luôn. Mà nhớ mua là phải xin phép bố mẹ nghe. Đúng rồi. Chứ mấy bà mà tự đặt về hả, cái bố mẹ thấy lạ quá, bố mẹ không cho mặc nữa à. Đúng rồi mọi người ơi, bà áo chị giá chỉ có là 119.000 thôi. Là bà V sẽ free ship nè, tặng kèm sticker và huy hiệu nữa ha. Còn bạn nào mà tới tận shop mua thì giá chỉ có 150 thôi mà vẫn được tặng kèm hai món này luôn. Yeah. Đó, đây là sticker của chị V, còn đây chính là huy hiệu của chị V. Đúng rồi. Bên shop bà V là có màu đen với lại màu trắng luôn, nên bạn nào mà sở hữu màu trắng rồi mà muốn mua thêm một cái màu đen ngồi lò thì vẫn ok la luôn nha. Còn muốn mua áo của anh Đức bán luôn. Vậy áo này ai bán đâu trời. Chị bán kỷ niệm đâu mà. Áo này là áo limited có đúng cao thôi. Hay ok mọi người, nãy giờ là quay clip giỡn với mọi người thôi, nhưng bây giờ là xong rồi. Tại vì nếu như mà bài cái đây nhiều quá thì một lát nữa khách tới mua hàng thấy thì rất là kỳ. Bởi vì bây giờ tôi với anh Gino và anh Tuấn là sẽ dặn vô. Dạ. Em mới làm cái gì vậy? Em mới đi mở cửa để khách vô anh ta. Phải không? Tụi nghi nó làm tập bay tập ba rồi. Trời, cái gì vậy? À, chị V mới in ra cái này sẵn báo giá luôn. Móc khóa đồng giá 20k rồi móc khóa gì 10k vậy? Sao nhiều vậy? Rồi sao nhớ giá hết? Vậy mới chịu ha, bán nhiều quá phải nhớ giá nhiều. Trời ơi, mà bài cái tập lum mới chơi rồi bây giờ mà để đó. Dạ, dạ khỏi mấy em đi chứ anh, cầm máy quay rồi vậy. Rồi, vô em chơi đẻ đi em chơi. Dạ, anh vô dọn luôn. Đó, sẵn quảng cáo kho cho mọi người coi luôn nghe đi thôi. Thêm đi anh chơi. Trời nặng mày. Dạ rồi. Kêu mấy anh dọn cái cuối cùng cái bình dọn luôn, kỳ cục vậy. Đâu kho đâu. Thôi đây. Đó, bây giờ cái này là size L đúng không? Đây L mình sẽ đặt vô đây. Đây chị V sắp rất là đẹp luôn nha. Đây là L nè. Đó, rồi trên đây là M nè. Trên đây là S. À, mình cứ coi đi cái size nào thì mình đặt lên thôi. Ủa? Dạ. Còn cái này là cái gì vậy? Đây là chuồng chuồng của bà V đó mọi người. À, thấy nè. Đây là bé Chanh nè. Bé Chanh dễ thương chưa? Đó, bé Chanh nè. Đó. Còn đây là bé Sóc. Bé Sóc đang ngủ rồi mọi người. Tội nghiệp không? Dễ thương không? Còn đây là hai bé Rover của nhà bà V đó. Trời ơi, ngủ chung nhà, chung một chỗ chút xíu, xíu hai bả rồi. Mặc ra rồi mọi người thấy cưng không? À, rồi hai đi ngủ đi bà. Còn đây là hai bé gì mọi người nhớ không? Hai bé hamster bear, trà sữa, y lộn bò sữa. Đây, đây là một bà bò sữa giống bà Mon. Và một bà nữa đó là bà cà phê sữa bên đây đó. Cái bà là sữa giữ thần chim én luôn. Nấu cà phê, nấu cà phê. Trời đất ơi, tự nhiên bây giờ cái chỗ để hàng bà bài ra chuột tới 8 con gì rồi sao mà ai mà nuôi cho nổi? Con này mấy mốt nó cũng đẻ ra đi một đống đây nè. Trời ơi, sao bị trầm cảm vậy mọi người, là muốn yêu mà mọi người. Đó. À ai ở đây coi. Trời ơi, bị trầm cảm thấy thương không chị em. Đó, còn ở đây là size XL nha mọi người. Size XL. Bỏ vô. Từ từ. Bỏ từng size, ông size M chưa xong bỏ XL. Thì bỏ lẹ lên. Đây nè. Nhìn đó sẽ thấy bất lực quá mọi người. Trong vậy có thì gặp mặt luôn. Vợ con thì đùm đề, đàn em thì nheo nhóc. Rồi bây giờ không biết như thế nào cho vừa lòng. Nè né anh trai, nè né coi. Xong chưa, xong chưa? Sắp rồi anh trai. Sắp cái gì mà sắp nãy giờ còn hoài mà có sắp là sắp làm sao? Lết. Đó, anh Gino một ngày là anh ăn 8 tô cơm. Thì anh kia một lần là 8 cục. Dạ. Ủa còn chị B đang làm gì? Đang bị nhức mũi. Trời ơi. À giờ anh này ăn một ngày có một tô cơm à. Dễ thương quá. Đây là hồ chim của bà Dê quá cô tè lô. Rất là nhiều cái hồ lô chị em. Bây giờ là có lô màu trắng màu đen cho chị em. Rất là thích. Ok là nhá. Ơ khoan. Ủa hồ chị em của bà Dê mà sao đồ bị kỳ vậy? À mấy cái bộ đồ bộ của mấy bà nhỏ xíu mọi người. Đồ có tí xíu vậy? Đúng rồi, đồ này là dành cho mấy bà mà thích mặc mát mát lạnh lạnh thun lạnh á, mà mặc đồ nhỏ nhỏ thì mấy bà có thể mua. Một set bộ này chỉ có 150k thôi. Ừ. Ý có cái này nữa anh. Ủa, áo dễ thương vậy? Đây là những cái áo của mấy bà mini siêu cute, mà đây là những cái hình mà phản quang của mọi người. Mặc rất là ok la luôn, mặc là mát mẻ mùa hè. Đố mọi người như tiền 100k. 99k. Ôi trời ơi, rẻ vậy mua liền luôn đi. Quá xịn luôn chị em ơi. Nè, có chỗ gì mà nãy giờ vui mặt vậy? Hả? Trời giật mình. Hai đứa bay đang tâm tình vậy đây đúng không? Không có. Tim dữ. Thì tại sao mà cứ để cái bịch đồ đây mà cứ đứng đây hoài vậy? Sắp xếp rồi. Coi chừng đó. Thôi bây giờ clip cũng khá là dài rồi, tôi sẽ kết thúc clip tại đây luôn. Bây giờ tôi sẽ xử ăn này mới được. Anh em mà muốn mua đặt áo thì cứ vô trong shop vbhow.com rồi đặt. Mà gọi điện thoại cũng được luôn nghe. Nhớ là trước khi đặt là phải xin phép phụ huynh chứ không có được tự ý đặt. Lỡ mà có hậu quả về sau là tôi không có chịu trách nhiệm đâu. Hai xử một, không chột cũng quẹt.